Ây da. Đánh lộn hả? Tệ. Đánh lộn hả? Đánh lộn hả? Giữ nó lại, giữ nó lại. Lúc nãy ở ngoài phố đi bộ, khi mà các bạn than trời nóng quá, nắng quá, thì bây giờ điểm chơi của chúng ta rất là mát mẻ và là một điểm chơi xịn sò của dân chơi ở Sài Gòn. Wow. Đó là Vincom iDream sân trượt băng hiện đại nhất hiện nay. Wow. Đúng không? Mình đi trượt băng hay á, mình mới vừa ngoài nắng xong vô băng liền luôn. Đây mình tới mình là cái giọng này luôn nè. Và bây giờ xin mời các bạn cùng di chuyển vào trong khu vực khán đài để các bạn có thể xem những bạn trẻ biểu diễn. Nắm tay nha, một hàng dọc. Đi nào. Bên trái, bước đi. Đi em ơi. Đi. 1 2 1 2 1 2. Wow. Trời ơi. Làm thì dễ quá ha. Ừ, làm cho đi bộ gì. Sao nhìn dễ mấy quá năm vậy? Rồi đó. Là chắc cũng phải mấy năm. Thôi biết chừng nào mình mới được làm được cho hết trời. Trời ơi. Hey, hình như là sắp muốn cặp rồi đó mọi người, muốn cặp kìa. Đi luôn đi. Đó. Tôi chỉ cần mình vô đây quay cái tụi heo đi. Không luôn á. Không luôn thoát luôn á. Chào em. Hi. Trời ơi, chào em con nhỏ. Chào. We are so thankful for your performance. Thank you. Yeah, you guys are such amazing. Thank you. Thank you very much. So how long have you been skating? How long have you been doing this? I've been skating for 1.5 years. 1.5 years? Yeah. Còn Mi học bao lâu rồi? Em thật ra là 6 năm rồi, nhưng mà là do Covid nên là okay, 2 năm. Ủa Mi ơi, cho anh hỏi là cái này khó nhất là gì em? Khó nhất là chắc là trượt bình thường. Khó nhất là trượt bình thường. Trượt lại thấy khó. Với lại hồi nãy anh coi em quay mấy vòng á, em quay mấy vòng cũng dễ sợ. Vậy là em tập bao lâu em mới được cái khả năng đó? Em thì tầm 2-3 tháng. Wow. Hay quá. Để giúp cho các bạn được dễ dàng hơn trong các thử thách tiếp theo, thì bây giờ xin mời các bạn tham gia một khóa huấn luyện cấp tốc do chuyên viên và các vận động viên ở đây hướng dẫn. Băng của mình chưa ạ? Chưa hề chị. Mặc dù là không có tự tin lắm, nhưng mà cái đội Sài Gòn đẹp lắm á. Có Buka. Có người ô. Có Buka rất là đỉnh nha. Đừng trông gậy gì vào em hết. Buka đã từng chơi ba team rồi. Cho nên là chuyển qua cái này rất là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách ở đây. Thử thách mang tên gọi đường đua băng giá. Trời ơi, đua nữa. Đi còn chưa dẫn nữa bắt đua rồi. Như các bạn nhìn thấy, rải rác trên sân băng là những bục đặt chiến lợi phẩm. Mỗi thành viên sẽ được phát cho một cái túi để đựng chiến lợi phẩm này. Ngoài ra, các bạn cũng được cung cấp những chiếc búa hơi để tấn công đội bạn.
bị tấn công nữa. Hãy bảo vệ đội của mình và hạn chế sức mạnh của đội bạn. Khi hộp sữa cuối cùng được thu thập, trò chơi sẽ kết thúc. Nha. Còn ba tụi anh. Anh lỡ anh rồi. Đội nào thu thập được nhiều chiến lợi phẩm hơn sẽ giành chiến thắng. Ba, hai, một, xuất phát. Đi 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 đi. Bây giờ mọi người có chơi nha, em điều phẩm với bà Quân ở đây rồi. Nói chung là đã có một cái sự giành giật không hề nhẹ ở đây. Nhưng mà cuộc sống thì không có dễ dàng ha. Mình đã thu thập được chiến lợi phẩm rồi thì mình còn phải bảo vệ nó nữa. Cho nên bây giờ chương trình sẽ ghi nhận kết quả là những hộp sữa mà hai đội đang giữ được trong tay, còn những hộp đã mất thì không tính nha. Đội đó nhiều đếm trước đi. Rồi bây giờ mời đội của Ngô Kiến Huy đếm sữa trước nha. Rồi đếm đi ạ. 1, 2, 3, 4. Bốn đầu. Em tự nghĩ thôi. Em tự nghĩ thôi. Đếm chơi. 3 hộp đúng không? 3 hộp, 3 hộp. Rồi đếm tiếp đi. 3 hộp, 10 hộp, 12 hộp, 13 hộp, 14 hộp. 14 hộp. Đội của Ngô Kiến Huy được 14 hộp. Xin mời đội của Jun Phạm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ây da. Ở đâu ra vậy? Sao đây?
17 Trời ơi, mình cũng không giữ được. Đúng vậy. Vậy vậy trời. Mọi người thật 1.3 đi. Như vậy đội thắng cuộc là đội của Trương Phạm. Xin chúc mừng. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn đẹp lắm.